Xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Trước mặt các bác đây này, em về được hai con đẩy đến từ thương hiệu là Antuner. Một chiếc là Q600 và một chiếc là Q1400. Đấy. Thì là lượt công suất của nó là 600W một cây và 1400W một cây. Thì những mẫu này thì em khuyên thật các bác nhá. Đánh súp vô tư được chưa? Đánh súp vô tư. Tại sao dám to gan mà 600W mà đánh được súp? Bây giờ em sẽ mở ra cho các bác xem này. Nó ăn nhau là ở công nghệ, nó ăn nhau nữa là cái mức tải thực tế của nó. Em đã trải nghiệm rồi. Con này là máy Class Hass, được chưa? Con này thì mới gọi là khủng khiếp. Đây các bác xem này. Con này thì lại máy AB. Nhìn trông ngoài tráng này thôi nhưng thật ra là máy AB. Còn con này trông bình thường này thôi nhưng máy Class Hass nói bình thường thôi. Nhưng các bác xem này, nguồn là 19 này. Đây con này này, nguồn cũng 19, xấp xỉ 20, to hơn con bên cạnh này tí. Được chưa? Đấy. 600W sò đây nha. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 sò. 10 sò công suất một bên nha. Con này là bù áp. Con này mò phét bù áp, nái nguồn cho hàng phét này. Con này là đệm. Đấy. Thì nó sẽ có 3 con tầng cao, 2 con tầng thấp. Nó đánh nó dồn này. Đấy, được chưa? Tổng công suất tối đa có thể đạt được cả tầng thấp, cả tầng cao, đánh cùng tải, cùng dồn tải. Thì nó vào 600W ở 8 ohm. 4 ohm của nó thì vào khoảng tầm 1000-1100W. Đấy. Còn các bác mà đánh 8 ohm dồn 2 kênh là 1 thì nó vào tầm 1900-2000 hoặc là 2200W. Được chưa? Đấy. À đâu, nhầm. Các bác dồn tải 8 ohm dồn 2 kênh là 1 thì nó chỉ tối đa được 1500 thôi. Đấy. Còn 4 ohm của nó thì nó vào tầm 1900-2000W một kênh. Đấy. Xin lỗi các bác nha. Mài đọc văn tự quá. Con này là máy Class Hass. Đây này, các bác xem dây nguồn của nó này. NV cộng, NV trừ, GND, HV cộng, HV trừ, ví dụ thế. Được chưa? Nó là có đây này. Ở đây là 4 dây cấp nguồn này. 3 dây này có 2 dây mát, 1 dây Janoa. Đấy. Mà con này là không có Zernia Janoa đâu nhá, có mỗi cái nè nguồn thôi. Bật lên cái là chờ một lúc nè nguồn nó đóng. Đấy. Xuất âm trực tiếp không qua Zernia. Thế nó mới kinh như này. 600W nhưng mà các bác có thể đánh được súp đơn 50 từ 2 côn trăm. Các loại B3, B biết các bác bảo B3 đằng sau nó ghi có 500W nhưng con này 600 có đánh được không? Em hỏi thấy thôi, em không đánh nhiều. Mới B3 máy của nó nhìn trông chán đời lắm. Em nói thật, máy B3 nhìn chán có gì. Sò thì ít, nó không nhiều này. Cũng là máy Class Hass nhưng máy này sò nhiều hơn. Và em chia sẻ luôn đây nha. Các bác nào lần sau đi mua đẩy, xem các cửa hàng này cửa hàng kia, không có phải mua bên em đâu. Mua đâu mua, em không quan trọng đâu. Các bác mua đẩy, các bác nhìn cái máy này. Tản nhiệt nhôm nó to, sò nó thưa này. Nó ăn điểm này, ăn tiền này. Chứ không phải là máy nó dày, xếp dít 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 như này đâu. Đấy. Con này là máy về trong tình trạng là nguyên zin, chưa sửa chữa, được chưa? Con này hiện tại em đang bán với mức giá khá là xuân yêu thương, 3.500.000 đồng. Đấy, 3.500.000 đồng. Bao ship tặng dây giáp phụ kiện đầy đủ cho các bác. Ui, cực phí con này tận 200 mấy cơ các bác ạ, nặng lắm. Đẩy có 600W thôi nhưng nguồn to tận 19. Chấp tất cả các loại máy tầm 600-800W trên thị trường. Các loại máy kia không có cửa đâu. Máy có 600W thôi, nó ghi đây ghi thật nhá. Mà nguồn của nó to đùng này. Con này nếu mà các bác mà mua về mà đánh súp hơi 40 hay súp hơi 50 đánh thoải mái, không cần công suất quá lớn đâu. Bởi vì 600W mà nguồn nó to này thì thứ nhất là điện áp của nó không cần quá nhiều nhưng nó khỏe, nó căng dòng tải, tức là dòng ampere của nó lớn. Thì đánh súp mới căng được, chứ bây giờ các bác mua cái loại máy mà nguồn nhiếc nó bé hơn cũng là 600 hoặc ghi được 1200W đi. Đấy, cũng là máy hát, đừng chưa? Cũng máy hát hoặc là máy AB. Nhưng mà nguồn nó bé hơn. Nguồn gọi là 17 thôi. Đấy. Xong là máy sò thì nó có đoạn đến đây thôi. Nghe đây, nó đoạn từ đây đến đây thôi. Thì các bác mua làm cái gì? Mua mấy con đẩy mới, mua đẩy tàu mua làm cái gì? Được chưa? Đẩy tàu, đẩy vớ vẩn em không tính được nhá. Em đang nói chuyện với đẩy bãi, được chưa? Thì là con này các bác đánh tất cả các loại súp. Những cái máy mà ngắn hơn hoặc là làm nó linh kiện nó đuối hơn ấy. Chủ yếu là đánh lên nồi. Còn con này em rắn khẳng định các bác là súp đơn 50 từ
cái loại từ 22 côn trăm, cứ một kinh một chiếc các bác đánh vụt vô tư. Em bảo hành cho các bác, lỗi gửi về em bảo hành cho, nói cho nó chuẩn một câu thế cho các bác yên tâm được chưa. Đấy, xong một chiếc nhá, cái này em không sẽ quay cho bác xem cái mặt sau nhá. Nói thật các bác lại bảo em bốc phét. Đây Serino đây, tem nó gần bong rồi, cổng nguồn này, cầu ra noa này, rắc vào rắc ra này, các kiểu máy ngày xưa thì chuyên chị là có cái rắc 6 ly này đấy nhá. Thế là xong một chiếc rồi nhá, ok các bác nhá. Tiếp theo là sang con E-Tuner Q1400. Con này thì máy Class H, giá em đọc luôn nhá. Con này trong tình trạng ngon lành từ đầu đuôi là 4,8 triệu, nhưng con này em bán cho các bác là 4,5 triệu, được chưa? 4,5 triệu. Nó bị sửa công suất rồi, sửa công suất rồi, không nhiều. Đây, cầu chỉ đứt này, bên này các bác xem này, cũng thấy chỉ nó có vẻ đứt này, bên tránh ám đen điện chả kìa, thấy chưa? Chân hàn này. Đấy, em về hàng có sao thì em nói vậy, em không làm ăn thần hiệu đẹp, được chưa? Máy sửa nói máy sửa, máy nào thì nói máy đấy, em không vớ va vẩn đâu. Con này thì các bác có thể đánh một đôi xúc kép 50 từ 22 côn trăm, nhưng lưu ý là đánh trong phạm vi là đánh gia đình thôi. Bởi vì 1400W tải 8 ôm nha, 1400W tải 8 ôm. Nhưng khi về 4 ôm của nó chỉ tạt tầm khoảng tầm 1900 đến 2000 thôi, nó cũng chỉ nhìn không lại khá tí thôi. 4 ôm nó cũng chỉ về 1900 đến 2000 thôi. Còn các bác mà dồn hai kênh là một tải 8 ôm thì của nó là vào tầm 3000W một kênh, khoảng tầm 3000W một kênh. Khoảng tầm thôi nhá, không chắc chắn đâu. Khoảng tầm thì nó cũng khoảng tầm 2007-2008. Đấy, tải 8 ôm. Và nếu mà các bác tải 4 ôm thì con này rất là nóng, nên là nó khuyên dùng các bác là đánh 4 ôm nên đánh riêng từ kênh đi. Đấy, cho nó bền. Thì em hỏi là nếu mà các bác tải 8 ôm thì nó vào gần 3000W thì nó nào chịu được. 8 ôm gần 3000W các bác đánh cái gì mà đánh khiếp thế. Đấy. Máy này nhá, máy con này máy AB. Đây nguồn nó ghi là bảo hành cùng nguồn 2 năm này. Nguồn bây giờ có khi phải 6-7 năm rồi. Còn công suất thì em sửa rồi. Nói chung là em mua cũng hơi cao tiền tí, nên là bán được có một vài trăm rồi. Gọi này lấy cái chi phí bảo hành thôi, chứ mà bây giờ bán cho các bác rẻ mà không bảo hành, chả bay các bác mua về các bác dùng một tuần nó nỗi này nỗi nọ thì em cũng nằng nhằng lắm, cũng anh này với các bác lắm. Nói chung nhá, con máy này rất là xịn, rất là xịn. Các bác nhìn mày thì biết này. Đấy, bán hàng em cứ nói thật luôn, mất lòng trước thì được cái lòng sau. Các bác nào ghét thì vẫn cứ ghét bình thường. Đây nó có cái tờ giấy nó cũng nguồn đây, tờ giấy là cái cục nguồn của nó này. 6V 2V, 0V 62V, được chưa? Nghe đường công suất nó đánh riêng nhá. Đấy, ok, đây là tụ nguồn nó này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tụ nguồn con này là 100V 15.000mi. Đấy, còn đây là cái mặt sau của con đẩy này. Con đẩy nặng lắm, ship con này chắc phải tầm 200-250 cái tiền ship của nó. Input đây, prime cell 1.4V. À, con này em khoe với các bác này, tại sao em vừa nói là con này có thể đánh được súp đơn thì các bác nhìn này, nó có công tắc là HP Airflip này, tức là các bác gạt với tắt này là cái chức năng tắt cắt cái tiếng siêu trầm nó đang tắt. Còn các bác gạt sang chế độ bật đi thì là các giải từ 31Hz trở về 20Hz nó sẽ cắt bằng sạch, nên là đánh không sợ hại loa, rất là hay. Những con máy này nó giống như kiểu máy của con Rock 2 mà hôm trước em có review với các bác ấy. Đấy, rất là hay. Thì con này thì lại không có, con này thì các bác đánh sao nó ra vậy thôi. Bananel này, Cell này, Bright này. Đấy, dây nguồn của nó rất là chất lượng luôn. Thì máy có sao thì em giới thiệu đúng nha, sửa rồi nha, máy này sửa rồi. Nhưng mà các loại xúc kép mà các bác đánh gia đình hoặc đánh karaoke ấy, thì đánh thoải mái cho em, không việc gì phải sợ cả, nó khỏe hơn các loại đẩy mới nhiều. Đẩy mới mà đẩy hàng chợ thì không có cửa đâu, còn nếu mà đẩy mới đẩy hãng thì em không nói, đẩy mới đẩy hãng thì thành ra là khen cái hàng vô bản quá, được chưa? Em sắp tới em review in hàng cao cấp, hàng nhập khẩu chính hãng để cho các bác yên tâm. Con này thì các bác đánh cái loại xúc đơn 50 từ 22 côn trăm, đánh thừa sức, xúc kép là đánh được.
8 ôm nó 1.400 cơ mà. Đây, sò đây. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 sò một vế. 24 sò một vế. Và hai vế là vào 48 sò. 48 sò mà các bác tải gọi là tải 8 ôm ấy thì các bác biết rồi. Nó khủng bố đến mức nào. Thế còn chưa nói tải 4 ôm, 4 ôm thì thôi em không kể nữa. Khoe quá. 8 ôm không thôi nó gần 3.000W một kênh mà. Tốn điện làm gì nữa. Máy này máy sửa rồi nhá. Kênh A kênh B đều sửa rồi. Được chưa? Đấy, chứ em không bảo là máy zin, con này là zin này. Con này zin từ đầu đến đuôi này. Tụ nguồn nó 80V 1000mi này. 2 4 6 8 8 tụ này. Đấy, con này cũng thế. 2 4 6 8 nhưng con này là máy theo kiểu là máy AB. Nó không phải là máy H. Dây nguồn. Dây nguồn cấp cho đường công suất này các bạn nhìn có 3 dây này. Bên này cũng 3 dây nữa này. Đây. Cái này thì ông nào bảo máy này máy glass hát thì đập vào mặt ông ý cho em nhá. Con này thì máy 100% là máy glass hát này. Đây nhìn này, hàng dây của nó đi này cắm nhiều sợi này. NV cộng NV trừ HV cộng HV trừ. Đây là máy glass hát 2 cầu nhá. Còn máy glass hát 3 cầu và 4 cầu các loại ấy thì sửa phức tạp lắm. Con loại này thì đơn giản thôi. Con này thì nó không có cái bo, nó kiểu bo đứng như bo driver mà nó sẽ lái bằng cái con MOSFET. Ở đây MOSFET đây. MOSFET ở đây và có mấy con linh kiện nó điều khiển cấp nguồn cho MOSFET nó lái điện xuống này. Đấy. Ok nhá, thì các bác nào quan tâm đến con nào thì liên hệ trực tiếp vào đó. À, con này em bán là 4.500.000, con này là 3.500.000 chia nhau 1.000.000. Đấy các bác lấy con nào. Vẫn bảo hành cho các bác được 6 tháng. Được chưa? Buôn thật mà thật không việc gì phải sợ cả. Mấy các bác hôm qua nhá, hôm qua hôm kia có mấy các bác là đến lấy nó ôm tháo tung ra mà trong khi đó em chưa về, các bác đến nghịch ngợm thoải mái. Đấy, không hỏng đồ của em được. Đấy, còn hỏng thì các bác tự lo. Tí nữa là chiều nay nó sẽ vác thử con này đánh thử ray IBO xem là đánh như thế nào các bác nhé. Đấy. Air tuner 1.400W một kênh và air tuner 600W một kênh. Ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau nhé. Có gì hay em lại tiếp tục quay review giới thiệu chi tiết với toàn thể các bác để các bác cùng săn đón và tìm mua những sản phẩm bên em. Bên em có rất nhiều sản phẩm nhưng mà lựa chọn kỹ lắm, kiếm mãi được con nhiều sò này về đánh súp. Đấy thì mình ngày mai cái kia là về súp rồi. Đấy còn đầy khổ nghĩ sắp tới này em có nhiều con máy chất đám và đắt TD mà đánh súp kinh rồi. Đấy.